Rồi, test nhẹ cho anh em con AB110 là một full nội thái bên độ xem nào. Quá mạnh ha. Đó, em làm lại full nội thái luôn. Bao. Rồi, chào sư phụ nha. Rồi, hôm nay sư phụ của anh là làm cái nồi tay ga AB110 nè. Anh em tham khảo luôn nha. Con này thì đang bị tình trạng dậy rung đầu và yếu hao xăng nha. Cái nồi cũ thì đang bị tình trạng tuột nồi rồi. Phần cái nồi đang đi cái nồi bố dán nè. Bị chạy nó mòn chai bố là gì bố nha. Cái chuồng sụt rất nhiều nè. Và phần cái nồi trước thì đang bị tình trạng là cháy ắc nồi nha. Đó, phần ắc nồi. Cháy ắc nồi rồi. Cái nồi thì rất lâu rồi nha. Đó. Còn cái mặt nhôm nồi thì bị tình trạng là mòn lắm à, không còn cái độ phẳng nữa ha. Đó. Cái bộ bi à, bi mòn góc không còn cái độ tròn nữa, mòn nó mòn ra thằng rảnh luôn nha. Đó, nó còn mòn vuông góc luôn. Đó. Kẹp trượt á thì mòn hả miệng lớn nè, và phần cái dây, dây bị nứt dây rồi, không còn cái độ bám nữa, nứt dây này nha. Đó. Và lọc gió thì nó thật sự quá dơ luôn ha, quá dơ rồi. Đó. Thì cấu hình á thì em sẽ chuyển sang là xài của mình cái nồi bố thái cho anh em chạy cho nó bền, nhẹ xe bóc nha. Đó. Thay lọc gió Nhật thì sao nè, đó Rocky ha. Rồi, còn cái bộ dây thì sẽ đi combo là dây bando Nhật nha, rất bền ha. Và phần cái bi làm đi bi bando Nhật nha. Rồi, còn cái bộ nồi trước sẽ đi là có bộ nồi Vinh Thái nè. Đó, một cái bộ trắng bi nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp phun mới nha. Đi kèm lại cho anh em là kẹp trượt nồi Vinh Thái, ba trượt nồi mới ha. Ắc nồi mới, ắc Vinh Thái cho xe nè. Đó, ắc cũ xe là bị dạng cháy ắc lại bỏ nha. Ắc mới xe luôn. Cái nồi sau thì em đi là bố bon Thái nha. Em đi là bố Thái dài nè, 1 2 3 đi bố bon Thái dài chủ xe ha. Đó. Làm một cái chuông nồi mới xe luôn, không bị sập xước nha, bao đẹp cho anh em ha. Đó. Anh em mà muốn lên cái combo bộ nồi Thái dòng AB110 thì ghé bên Ao Độ xem nha. Bên em thì chuyên làm lại AB110 nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi, chào anh em AB110 nha. Review cho anh em tham khảo của mình lên combo bộ nồi Thái. Đầu tiên cho phần cái combo ba càng vô phần cái bu ly nồi ha. Xé phần bịch bi bên đô Nhật cho phần cái dán bi. Em đi có mình là đi Vinh nha, Vinh 6 bi ha. Đó. Bi thì nó có hai chiều, anh em để cái chữ đích nằm dưới nha, đánh lên khỏi mòn bi của anh em ha, lắp đúng chiều. Em đi có hình là đi Vinh 6 bi bando Nhật nha, rất bền ha. Tiến hành cho ba cái trượt nồi Vinh Thái vô, ba trượt nồi cho phần tấm bên nồi nha. Rồi tiến hành cho phần cái bộ kẹp trượt vô phần cái chén bi và giá ắc nồi mới vô luôn. Ắc chủ xe đã bị cháy ắc rồi, em thay ắc mới vô luôn nha. Rồi tiến hành cho phần cái dây bando Nhật cho vào phần cái cốt ở trước cốt ở sau. Dây thì nó có hai chiều, anh em để cái chiều chữ nằm ngoài nha. Còn nếu anh chị có mũi tên thì em để mũi tên hướng tới trước nha. Rồi tiến hành cho phần cái nhông đề vô ha, cánh quạt nhông đề vô tới cánh quạt chịu tản nhiệt tới cái lồng đền đạp tới tán nồi nha. Đó, tiến hành cho phần cái bu ly nồi sau vô. Bu ly nồi sau thì đã cho phần cái combo ba càng carbon Thái vào rồi. Rồi tới phần cái bộ chuông nồi nha. Đó, chuông nồi em đã làm trắng đẹp như mới chu xe luôn ha. Tới phần cái bộ lồng đền nồi sau và tới tán nồi sau nha. Rồi tiến hành là bắn cái nồi trước bắn nồi sau, sẽ đồng lúc nồi và em sẽ test cho anh em có hình đi full nồi Thái chiếc AB nha. Rồi test nhẹ cho anh em con AB110 là một full nồi Thái bên độ xem nào. Quá mạnh ha. Đó, em làm lại full nồi Thái luôn, bao bền cho chủ xe và không bị rung đầu nha. Bao cho anh em chạy lâu dài luôn ha. Đó, quá sướng nha. Full combo nồi trước nồi sau đi full Thái, đi nồi giật nồi nhận nha. Đó, bao giọt chủ xe, không bị chạm tụt nồi lì nồi nha. Đó, có hình này là đi full nồi Vinh bố Thái nha. Đó. Tới dây là đi Nhật ha. Đó, nhích là giọt thôi, không có chờ đợi nha. Và đặc biệt là lên thẳng luôn, không bị rung gợn ha. Quá sướng nha anh em. Đó. Anh em AB mà muốn làm nồi thì cứ ghé bên độ xem nè. Bên em thì chuyên làm nồi là máy AB110, 125, 150 nha. Bóc êm bền nhẹ nhàng lướt gió cho anh em. Đó, để cho anh em đi chơi đi tour phượt ha. Không bị tình trạng rung gợn khó chịu nha. Đó, làm xong mình sẽ test thử để cho anh em cảm nhận và biết có được không anh ạ. Rồi, cảm ơn anh em AB rất nhiều.